Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình iGroup nhận tóc cần mail từ sàn mail swap nha bạn. Để tham gia ngày hôm nay các bạn click vào link mô tả ở Telegram, bấm start chatbot. Đây là dự án của Farmin nha các bạn. Sau khi các bạn start xong các bạn click captcha nha các bạn. Click captcha xong thì các bạn mình sẽ nhận được 30 tóc cần mail đích liệu nha các bạn. Rồi bấm join iGroup nha các bạn. Captcha mình sai các bạn ơi. Gọi nước thêm một cái captcha nữa các bạn. Sau khi tất cả bạn nước captcha xong thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh channel nữa các bạn. Join vào nhóm chat nữa các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Tiếp tục thì tờ Twitter các bạn follow tờ Twitter các bạn. Tất cả anh em like tờ Twitter nè, rồi tất cả anh em theo dõi lên nè. Anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ, rồi tiếp tục thì các bạn tweet cho bot nè, em tăng hai người bạn vào nữa các bạn. Các bạn nhớ chia sẻ video mình lên một nhóm cộng đồng nào đó các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn các bạn. Giúp mình kênh mình chia dẫn như tweet nè bạn. Giúp kênh mình đạt được 1.000 sub nha tất cả các bạn. Để mình có động lực làm tìm những cái video một ai góp có chất lượng cho tất cả các bạn nha bạn. Cộng mình, các bạn tăng hai người bạn vào nha các bạn. 2, 3, 4, 5 gì cũng được các bạn. Mình Fuku A cộng Lê Dũ. Rồi bạn tự quyết lại nha bạn. Rồi sau khi các bạn tự quyết lại xong thì mới đắp lên các bạn. Thì các bạn tự quyết lại các bạn bấm nhìn nút submit tên nè các bạn. Nếu có trên channel không thì bấm don. Tiếp tục thì bạn gặp là đường link blue file tờ Twitter nha bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter các bạn ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba gặp lên cùng nữa các bạn. Các bạn bấm vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ lên cái bài này cho nó nha các bạn. Các bạn sao chép liên kết nè các bạn. Các bạn mới đáp lại nha các bạn. Mình dán vào. Tiếp tục quay gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ với ETH trên với Chuk Wallet cũng được nha các bạn. Hoặc địa chỉ BNB Smart Chain trên với Chuk Wallet cũng được. Mình làm với Chuk Wallet cho nó tiện các bạn ơi. Các bạn lướt xuống nè các bạn, các bạn tìm địa chỉ, các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain cũng được, mạng Ethereum cũng được các bạn. Nó cũng cùng chung địa chỉ các bạn ơi, các bạn sao chép lên. Rồi các bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Các bạn mình sẽ list sàn mail swap nha các bạn. Sàn này nè. Giờ ngày 28. Rồi mong bấm vào status để cập nhật khoản của mình nha các bạn. À mình đã nhận được 100 tốc càng mail nè các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.